mình chỗ đấy. Cái này là của thầy của bây giờ nhá. Ok. Ổn đấy em, cảm ơn em nhá. Ok. Chúng ta vào tiết học đầu tiên thôi. À, sắp kiểm tra ở đây thì em thầy đi phát để cương. Ok, để cương được rồi. Mấy em nhìn nó chưa? You got to pick it up, you got to feel it.